Ở đời có bốn cái ngu, làm ai đành nợ các cô cầm chồng. Tôi xin phân tích với bà con, cái ngu thứ nhất cho bà con tỏ tường. Việc làm đâu hiếu chân đề, dạ gì chọn nghiệp mới mai. Người ta hạnh phúc giàu sang thì họ cười, còn không giàu sang hay không hạnh phúc thì họ đổ thừa tại ông nói bà mai. Ông sầm chửi của điếc tai, cái ngu thứ nhất nên tránh xa việc này. Điên hồn nắm nợ cho người, nợ tình nợ bạc cũng không nên. Thành tâm thì ít, còn lý không thì nhiều. Không ăn lắm ta đi đổ bỏ, đó là ngu sầm thứ hai. Làm cho nhân pháp tàn phai, khuyên ai nhớ dạy lãnh chi việc này. Bây giờ tới chuyện khôi hài, mọi người không được hiểu sai. Hai từ hai chữ gác ngu mà cười, gác ngu ở đây là người dân bậy. Ngu cuộn đồng chứ không phải cái lông ngâm, dạy gù dạy gái cái con trâu.